khiếp ở trận đấu này. Trong khi đó chúng ta có cho Son chỗ này game chim sẻ và phù tuyển, nói chung là quần rách Babylon của Thành Lắc. Chúng ta có Xiang của U98 và là Persian tới được game thủ Mạnh Hào. Trong khi đó thì bên phía đội bạn là cho Son tới được game thủ B, như vậy là sẻ B cầm cho Son cân Maxi của Xuân Thứ, Babylon của game thủ Tiểu Bàn Thầu và cuối cùng là Superian trong tay của game thủ Tí. Như vậy là xét về quân tổng thể ở trong trận đấu này thì quân chúng ta đánh giá là cửa trên hơn đôi bạn rồi. Sẻ lên kênh sau một tiếng nhé mọi người ơi, sẻ lên kênh sau một tiếng và trong khoảng gian này anh em có thể like và share nhiều nữa để có thể ủng hộ cho Thanh Lắc có được không ạ? 6k1 10 người xem, anh em cho Lắc 23 2k3 like thôi, quá ít. Đó, mọi người có thể 6k2 người xem, mọi người có thể cho Lắc 1 like được không anh em? Nó cũng không mất gì của anh em cả mà, chỉ mất đúng cái kích chuột, không mất tiền này, không mất gì, mất cái kích chuột thì đúng như là anh em hoàn toàn có thể like, có thể ủng hộ cho Thanh Lắc, hoặc là anh em có thể chửi em trên page của Thanh Lắc để có thể ủng hộ Thanh Lắc tăng tương tác, cũng rất là tuyệt vời. Sẽ lên kênh trong một tiếng. Hello anh em nhá. Rồi, anh chào tất cả anh em, đang thua 2-0 rồi. Đang đây máy của Thanh Lắc cầm lên lon đầu cánh và chắc chắn là sẽ được bàn đánh chém theo 98 đánh cung đờ rồi. Có lẽ là tiếp tục sẽ là một thế trận mà chúng ta phải đánh theo kiểu vâng 3 chém mỗi một cung. Bàn máy của Mạnh Hào. Vâng, test tay là được like, ok anh em. Vâng, màn đánh máy của game thủ Mạnh Hào. Mở bài đấu camper 17/20 à, cố gắng để có thể tìm thêm đồ ăn. Trận này đồ ăn thì vâng mới có 7 hiệu đầu lùa về thôi, chưa thấy cái gì cả. Quân chúng ta đánh giá là ngon hơn một chút. Vâng, quay trở lại với máy Mạnh Hào và Persian nhìn trông cũng hơi rách anh em ạ. Vâng, Persian khá rách dành cho Mạnh Hào. 747 với 24 đông dân per. U98 26 dân cho bài xe ăn. Đâu đây? Vâng, 26/28 là thăm lai tới đội game thủ U98. Cắt nông dân lên để có thể ăn bãi quả. Tương đối căng. Vâng, Xiang cũng xấu cơ. Vâng, Xiang này là một Xiang xấu. Và Persian của Mạnh Hào cũng là một Per xấu. Rẻ cũng vừa mới nhảy đời. Tức đời 10-13 dành cho game thủ Mạnh Hào thôi. 98, vâng, Xiang của 98 vẫn đang đóng nhà điều kiện, chưa thể lên được đời trong trận đấu này thành U98. Rất căng. Vâng, 10-53. Sẻ nào.
Sẽ kích đời sớm vẫn cả xem trận này ông sẽ ông xem chảy quá. Ôi giời, thành lạc của chúng ta. Vâng, thành lạc chúng ta kích đời thật là dây lều. Vâng rồi, như vậy là 11-31, chúng ta quay trở lại với Mạnh ấy, máy của Mạnh Hào cầm Persian. Như vậy là gặp nhau cái thủ môn 8 tí. Tí là người được cầm Sumerian trong trận đấu này. Như vậy là mặc dù quân tuyển hơn nhưng chúng ta là những người em đời rất muộn màng. Zokontar. Papadakis. Alamar. Okuma. Alamar. Papadakis. Redkit. Donna E. Alamar. Donna E. Alamar. Hilari. Redkit. Papadakis. Papadakis. Redkit. Vâng, 27/44 là timeline tới từ game thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu này. Như vậy phát hiện ra cả game thủ 5 ở phía bên trong, đó chính là game thủ cầm cho Son BB. Đội bạn có màu 8, game thủ tí là người cầm Sumerian ở phía bên ngoài. Cho Son trong cánh. Như vậy là baby của thầu sẽ ở một khu vực nào đó. Nhưng bánh xe như có rồi. Vâng, ba dân của đội bạn phải nằm xuống. Nói chung tơ lò này cũng khá hay. Tới được game thủ Mạnh Hào nó khiến cho Bi yếu gỗ. Và có vẻ như Babylon của đội bạn sẽ tiếp tục cho bài đầu đánh cung. Và như vậy là ở trong trận đấu này thì game thủ màu 6 của game thủ Xuân Thứ lên đời rất muộn. Cũng là một bài đấu 12 tới được game thủ Xuân Thứ. Thứ lên đời muộn hơn cả Thành Lắc trong trận đấu này, thật không thể tin nổi. Đấu trường top 1 đây là đấu vâng hay là cái gì thách thức danh hài không? Công em đời kinh thế. Vâng, một bài đấu 11-30 tới được game thủ Thành Lắc nhưng quay ra lên đời sớm hơn Xuân Thứ rất nhiều. Cực kỳ ưng, 25/52. Và đã chém được bài bảng của game thủ Xuân Thứ ở giữa bản đồ rồi. Ngon, trận này là ngon anh em. Sẻ tham lai 31. Tyler vẫn đang chém vào nhà của game thủ cầm Sumer. Sumer của game thủ tí là người đánh cung. Vâng, Sumerian của game thủ tí là người đánh cung đầu cánh trong trận đấu này. Và dường như là BB cũng không phải dâng lờ ra. Tôi cũng không thấy những cái áp lực của BB vào nhà của game thủ chia sẻ trong trận đấu này. Và sẻ đang chém game thủ 18 tí cực kỳ nhiệt tình. Chơi đi. Xin lỗi anh em là đúng rồi, game thủ tiểu ban thầu còn thầu cầm Babylon nữa thôi. Có lẽ sẽ ở cánh bên kia, đây là máy của U98. Vâng, đây chính là game thủ Xuân Thứ, vẫn là Xuân Thứ thôi. Maxi không bánh xe. Một trận đấu lên đời rất muộn tới được game thủ Xuân Thứ và tiếp tục luộc thêm một đạo đông gần nữa của đội bạn. Như vậy thì chỉ còn game thủ tiểu ban thầu có lẽ sẽ ở trong góc 9 giờ trong trận đấu này. Bàn máy của Thanh Lắc. Không phải góc 9 giờ đâu nhỉ. Thầu cầm màu 7. Vâng, 29/52. Tham lai tới đây game thủ Thành Lắc ở thời điểm này. Sẻ tham lai và 5 vào đây rồi. Nhà thầu như vậy là ở trên góc 12 giờ anh Mạnh, chứ không phải là góc 9 giờ. Vâng, trên góc 12 giờ chứ không phải góc 9 giờ. Xúc đê. Vâng, 35/76. Vâng, như vậy là đội bạn đã bị chém tơi tả rồi. Chỉ còn đúng một mình game thủ vâng mang tên là tiểu màn thầu thôi. Như vậy là nếu như mà nhà thầu trên 12 giờ thì tôi đang vâng tí đánh cung mà tôi chưa hiểu tại sao Bi lại không dâng lờ lên. Hay phải chăng là Bi trận này chém không sát thương nhỉ? 15 tới được game thủ Mạnh Hào. Chúng ta có 63/72 tới được game thủ U98. Thành Lắc tham lai 26. Trận đấu này Thành Lắc cũng chém tốt do gặp nhà còn lên đời muộn hơn cả mình. Bây giờ thì nó bơi đôi được U98 thôi. Và chúng ta cùng chờ xem là liệu rằng có tên ốp không. Ốp cũng thắng, tôi nghĩ là ốp. Bởi vì thời điểm này chúng ta đang đông quân hơn. Còn nếu đánh lâu dài thì sẽ thế mà Siang đánh với Baby thì thực ra vẫn lợi thế. Bởi vì đánh đời 4 thì Siang hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là ốp thì sẽ là tốt nhất. Oh.
Và hiện tại đang thi đấu 69 nhá anh em. Khoái lác cả mọi người. Vâng, 81/92 là tham lai tới đội tuyển thủ 98 ở thời điểm hiện tại. Đợi đội bạn ốp. Tham lai chúng ta đã đè rồi. Vâng, mạnh hào nào. Tham lai đang là 16. Vâng, 18/52. Tham lai tới đội mạnh hào. Xẻ 37. Cuối cùng là bật máy của Thành Lắc. 32. Vâng, trở lại với U98 thôi. Bi nó cơ cấu bật 4. Vâng, tôi thề với anh em nhé. Nếu như trận này mà Bi lên 4, bên mình thắng chặt được chưa? Nếu như Bi trận này lên 4, bên mình thắng chặt. Hot cho son này chả có tí cửa gì khi đối đầu với đạp đối xiang cả. Hot Baby cũng thế. Nhưng mà ít ra thì Hot Baby nó có lửa. Và nó có đầu máu. Nó còn đỡ hơn Hot cho son nhiều. Trận này Bi lên 4, tôi thề bên đội bạn không có tí cửa gì luôn. Hứa. Vâng, nếu như đội bạn đánh đời 4 thì Baby Summer chỉ có thể là Summer của tí thôi. Tôi nghĩ là nếu như để đánh đời 4 thì Summer của tí lên đời 4. Có thần thì nó nghĩ là vẫn còn mấy con có cửa. Nếu như mà để đánh đời 4 là Baby hay là cho son thì gần như là tịt của đội bạn. Đó, tham lai bị đè lên đến chúng ta. Khi mà những nhà chém đã mất tham dần, đặc biệt là Mạnh Hào. Tham lai chỉ là 19, xẻ 35. Vâng, mà máy của Thành Lắc tham lai là 28. Chúng ta cố gắng tụt nhanh nào với thủ trưởng thầu. Chúng cùng chờ đợi xem tên này có được công thầu đang bị mất tay rất nhiều ở các khu vực. Và đây tình huống vẩy e của game thủ Thành Lắc. Ơi! Hey! Hey! Lên 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 lên! Vào! Vào giỏ anh em ơi! Đây máy của game thủ chim trẻ đang vâng lùa hết chúng nó! Vâng, lạc đà của Mạnh Hào cũng đang rất đông có bạn ở khu vực này. Tạm lại đang là 21. Nhưng thế này thì Thành Lắc khả năng bị bắt quần và rút ra thôi. Tưởng đang ốp thầu không được. Như vậy là cả 3-2 game thủ chúng ta, chim sẻ nắng và game thủ Mạnh Hào đang cố gắng ôm bom game thủ cầm Summer đi ăn trước. 98 là người bật 4 chưa? 30. Lực khá nhiều anh em ạ. Những tình huống ốp nhẹ nhàng để cho U98 có thể bật 4. Một có vẻ như U98 đã kích 4 xong rồi. Công đang được nâng cấp. 70% đã lên xong dành cho những U98 và bây giờ sẽ là những nhà BL. Chúng ta chỉ cần đánh làm sao để cho con Sumerian không lên 4 được thôi là dễ chơi. Bởi vì Babylon và cho son lên 4 thì gần như là không có cửa nói chuyện trước xiang. 7-3 dân dành cho U98 và tham lai thì mình cần. Đội bạn có màu 7 và màu 8 cùng khỏe. Đó là Sumer và game thủ cầm Babylon. Nhưng Sumerian của tí thì chỉ là tham thôi chứ còn về cơ sở là không ổn định. U98 đã lên 4 xong. Chặt nửa vâng đạp đôi chắc chắn là được nâng cấp. Và sau đó thì sẽ vâng đạp đôi sẽ được nâng cấp. Và sau đó là sẽ đẩy. Tôi nghĩ là đẩy thì cứ đẩy nhà tí thôi. Cứ đẩy nhà tí là được. Còn Baby với cho son, đặc biệt ông nào đánh giá là tí mà đánh giá là Bi lên 4 thì tôi thật các bạn. Cho Bi phát triển đến 10 phút nữa ông đánh lên 4 cho nó vui. Làm gì có cửa. Và tôi chỉ sợ mỗi con Summer của tí lên 4 thôi. Còn kể cả là Baby của Tiểu Màn Thầu lên 4 thì chúng ta vẫn cứ cửa thắng là còn nguyên. Cửa thắng là cao. 133-168. Rồi, chuẩn bị có đạp đôi này U98. 07 thôi là ngon. Và tất nhiên là cái phi thẳng vào nhà Summer thôi. Tầm này đội bạn không có hot thì đỡ kiểu gì. Vâng, sọc đơn đang di chuyển. Chuẩn bị nhảy đạp đôi là vừa. Tinh tinh rồi. Ơ, không phải. Làm tí hot là thủ nhà. Hợp lý, công 7 nâng cấp chưa. Vâng, đã có đạp đôi. Đạp đôi đi hơi ngu tí. Vâng, như vậy là Baby lên 4, không sợ. Vâng, xong hot ra để có thể thủ nhà. Babylon lên 4 thì không bao giờ phải là vấn đề của chúng ta. Chỉ sợ rằng là Superdian lên 4 có hot thần thôi. Thomas.
vào. Vâng, tôi bạn, chúng ta còn ai có hóa thần không nhỉ? Persian Baby chó săn. Như vậy là chúng ta có... Vâng, hot của chúng ta thì không tuyển lắm. Vâng, cũng có Baby của Thành Lắc. Nhưng để có thể Thành Lắc mà lên 4 thì hơi căng. Chúng ta vẫn cần có hot trong trận đấu này đây. Tạm thời là có hot thủ nhà tới đây, game thủ U98. Phải có hot thủ nhà, tránh trường hợp bị móc máy. Do nhà của U98 cũng là tương đối rộng. Vâng, không, tôi nghĩ là không điều gì vội vàng cả. Cứ từ từ tụ quân một tơn đã. Tụ quân tham lên 2 lít đã. Khoảng 3 kích đạp đôi đẩy cùng một địa điểm. Cùng một điểm là ổn thôi. 192 rồi. Vẫn đang hơi ít đạp đôi. Vâng, liệu rằng đội bạn có đẩy cho son của B hay là Maxi của game thủ Xuân Thứ lên 4 để đánh Y hoặc là Z để có thể cản lại đạp đôi Babylon không? Hoặc là Hot Thần. Hot Thần tôi nghĩ là Sumerian sẽ lên 4 đánh Hot Thần thì là hợp lý. Sau đó thì Baby có thể chuyển đạp đôi. Vâng, điều quan trọng trận đấu này tôi đang hơi lo ngại con Maxi và con cho son một chút. Đánh được 4 chúng ta có sen tuyển. Nhưng mà những loại quân còn lại thì không tuyển lắm. Có lẽ là để đưa người lên 4 tiếp theo thì Thành Lắc là hợp lý nhất. Với một quân Babylon gọi là hot tuyển nhất rồi. Nên Lắc cần phải là người sóc dần và hồi lại thì là hợp lý hơn. Và quản vàng vẫn đang là tương đối chặt dành cho game thủ U98 là hợp lý. Và tình huống lọt vào trong nhà, U98 không có tay để có thể kê cho Thành Lắc trong tình huống này. Và đây là turn mà game thủ U98 sẽ chơi. Và một tình huống chơi bằng 3 kích đạp đôi của game thủ U98. Vâng, bắt buộc phải rút lui dành cho game thủ. Vâng, tiểu bàn thầu ở trong tình huống này, thầu đang lui về nhà của mình. Và như vậy thì ở nhà của game thủ, vâng, ở nhà của game thủ tí thì ai sẽ là người kê? 98 vẫn đang dồn lên là cực gấp trong trận này anh em ơi. 169/200, dồn lên như thế là chuẩn đấy. Vào nhà của người cầm, vâng, vào nhà của người cầm Super. Ở nhà vẫn đang cái màu máy rất nhiều và không biết là cung rời cung đèo đâu rồi. Tách hết ra. Tách hết ra. Một tên đường sâu. Chưa có, vâng, không có tay để điều kỹ. Vâng, không có tay để điều kỹ trong tình huống vừa rồi. Thôi, như vậy là Sumer đã lên 4 và các bạn thấy BA. Sumer đánh hot thần thì chúng ta lại thua. Tên này dí cũng được nhưng mà dí là phải dí chuẩn thì mới ổn được. Để đối phương rỉa nhiều quân quá. Không được anh bạn. Nhà hơi lủng. Chẳng lẽ là bơm đồ cho son để cho son có thể lên 4. Và như vậy là cho son của sẻ lên 4 đánh hot chứ không phải là, vâng, chứ không phải là Thành Lắc. Vâng, có lẽ là về mặt con người thì sẻ cầm chủ lực sẽ chắc tay hơn. Timeline của chiếc sẻ nắng đã là 57/76 ở thời hiện tại. Vâng, trở lại với máy của U98 nào. Không lấy được nhà của tí thì cái khí thế của chúng ta nó cứ làm sao anh em ạ. 168/170 lại là rất nhiều đạp đôi. Và nhà của Babylon đang quá kín so với quy định. Và không được rồi, 181. Nhưng mà vấn đề là sẽ lên 4, cho son lên 4 đánh hot thì nó hot hơi lởm anh em ạ. Tôi vẫn thích cái Thành Lắc lên 4 đánh hot hơn. Mặc dù tất nhiên là về mặt con người thì sẽ cầm cũng chắc tay hơn thôi. Nói chung là nó cũng bù trừ cho nhau. Và chúng ta cùng chờ xem cái sự kết hợp giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Thành Lắc và game thủ U98 nó sẽ là như thế nào. Như vậy thì
được. Vâng, phải đánh thật nhanh trước khi con Sumerian kịp lên hot thần. Chắc chắn là game thủ tiểu bàn tàu sẽ bơm trần lực cho vâng con Sumerian này có thể lên hot thần rồi. Còn Long Hoàng nó khi tự nhiên đấy, con hot của Sumerian này nó đang chạy nhanh lắm này, với bạn hot thần luôn rồi. Càng đấy. Vâng, để đội bạn có hot thần là càng. Vâng, để cho tí có hot thần thì đội bạn sẽ đánh theo kiểu từ từ và đưa dần Babylon chuyển đạp đôi. Sau đó thì đội bạn sẽ đưa thêm con cho son của BB nữa lên 4 chẳng hạn. Thì thực sự chúng ta sẽ trở thành hơi khó. Vâng, 179. Hot cho son của chim sẻ nắng không. Vâng, chúng ta cùng xem là sẻ cầm hot cho son như thế nào. Tôi chưa thấy cái sự lợi hại tới được con hot cho son này. Vâng, có chăng đưa sẻ lên 4 chỉ bởi vì đơn giản đây là ông sẻ thôi. Cho ông khác, tôi thề bạn, nếu mà một người khác cầm không bao giờ có chuyện cho son đẩy lên 4 ở trong trận đấu này. Mà phải là baby. Vậy đã là hot thần rồi. Được quá. Vâng, con này rất là con mà chốc chốc được dành cho những thủ cầm cầm Super đi ăn. Sẽ nhiều khá hay nhưng mà hot. Vâng, thậm chí còn không có đầu máu, khó đánh qua. Lùi lại tơn. Vâng, quay trở lại bên máy của game thủ U98. Tham lai là 157. Thì bây giờ đã rộng, khá là rộng rồi. Những cánh rừng chắn thì đều đã bị khai thác hết. Và chỉ đáng là phải chạy ra rất xa để lấy đánh gỗ. Nó cũng khiến cho nó sẽ tầm tiện được hiện của tiểu thầu của bóc. Không biết thầu của Bobby có chuyển là đôi không? Sẽ chuyển. Vâng, trở lại với màn hình máy của Sen. Phải được sự hỗ trợ của game thủ U98 thôi. Chứ không mình sẽ đáng mà đánh với hot thần thì toang mất. Vâng, đây là tình huống 7E của game thủ U98. Một pha 7E tốt của U98 đang giúp cho cặp đôi của bên phía Team Sparta ăn được rất nhiều hot thần của đối phương. Còn vang đấy. Bơm đồ cho Baby. Vậy Thành Lắc, nếu như có lên 4 Thành Lắc sẽ đánh cặp đôi thôi. Vâng, sẽ đánh cặp đôi trong trận đấu này. Vâng, 59 trên 104 tạm ai của Thành Lắc. Màn máy của game thủ chim sẻ. Vâng, 167 trên 176. Bây giờ thì nắng vào game thủ thì 8 sẽ ôm vào nhà của game thủ và cầm Sumerian một tuần hot Sumer thôi. À xin lỗi anh em, là hot cho son thôi. Nhưng các bạn thấy vào tay của sẻ nó cái gì nó khác. Vâng, thực sự khác biệt tới đây game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vâng, đang di chuyển dần nhưng ở nhà cũng đang bị gây áp lực bởi game thủ cầm Baby. Tôi vẫn đang chưa thấy tiểu màn thầu chuyển đạp đôi trong trận này. Hãy đội bạn là định đánh hai hot. Đội bạn đánh hai hot thì là hình tươi nhá. Đội bạn đánh hai hot thì hứa là tươi luôn đấy. 179 trên 200 là tham lai của game thủ chim sẻ. Đẩy lui dần người game thủ cầm Sumerian. Vâng, đội bạn đánh hai hot thì tự dưng là cái lượng vàng của đội bạn nó sẽ không nhiều.
Vâng, 186 trên 200 tham lao của nguyên thủ chim sẻ. Thực sự là sẻ một âm thần đẩy tham đấy. Nở tham rất nhanh, gần 2 nít luôn rồi. U98 tham lao 189. Vâng, bắt đầu có đạp đôi. Đúng nhá, có đạp đôi tầm này, đạp vào nhà của đạp quản vàng ở góc 9 giờ và đạp thẳng vào nhà của nguyên thủ tiệm thầu là đẹp. Bởi vì tầm này thầu chỉ có hot thường thôi, mà chưa chắc thầu đã có nhiều hot để có thể cây nhà đâu. Đạp vào từ mạn góc 9 giờ xuống là có khả năng đẹp luôn đấy. Bắt luôn luôn cả bi. Vâng, và như vậy là Tý đã là người đi sai tỷ số, được rút ngắn xuống 1-2 nên chúng ta ở trong xe đấu đầu tiên.